Thổ Nhĩ Kỳ cảnh cáo có thể sử dụng quân đội để dẹp biểu tình. Tin Ankara, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ có thể sử dụng quân đội để chặn đứng các cuộc biểu tình chống chính phủ sau gần 3 tuần lễ biểu tình bạo động tại nhiều thành phố trên khắp nước. Hôm nay, Phó Thủ tướng Bülent Arin nói rằng nếu lực lượng cảnh sát không đủ, các thành phần của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trợ giúp để duy trì trật tự. Ý kiến của ông được đưa ra khi hai công đoàn Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức một cuộc đình công trên toàn quốc chống lại vụ đàn áp người biểu tình tại công viên Gezi. Các công đoàn này gộp chung lại đại diện cho hàng trăm công nhân viên, yêu cầu hành vi bạo động của cảnh sát chấm dứt ngay lập tức. Hầu hết các cuộc đình công này ôn hòa nhưng cảnh sát chống bạo loạn đối đầu trong một thời gian ngắn với khoảng 1.000 công nhân trong công đoàn ở thủ đô. Các cuộc tuần hành diễn ra tại các thành phố khác bất chấp những lời cảnh cáo của chính phủ là chúng sẽ không được chấp nhận. Các vụ đụng độ nhỏ với người biểu tình xảy ra tại Istanbul bên lề cuộc biểu tình theo lời hô hào của các tổ chức lao động.